Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Buổi chiều hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Dĩ An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ đặc biệt review, truyền tải đến quý vị và các bạn một mặt bằng đấy, kinh doanh buôn bán. Phải nói là đa ngành nghề, đắc địa, rất đắc địa. Đấy, quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây. Khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng là trung tâm của thành phố Dĩ An, quý vị nhá. Đấy, phía trước chúng ta là trường học cấp 2. Đó, học sinh thì là đi về đông như kiến. Đấy, bên này là thể hình cử tạ. Còn phía trước kia là sân vận động, quý vị nhá. Đó, sân bắn đá banh. Còn bên đây là nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, quán bia, tạp hóa, rồi nói chung là vân vân và vân vân. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Đó. Và thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một cái căn nhà. Đó, người ta đang thiết kế theo kiểu mặt bằng cho thuê. Có một cái diện tích cực kỳ khủng luôn, rất là khủng. Và đây, Tuấn Nguyễn sẽ chỉ nôm na như thế này, nhưng mà rất chính xác quý vị nhá. Không phải chỉ nôm na mà chỉ bậy đâu, Tuấn Nguyễn chỉ rất chính xác. Đây là cái căn nhà màu xanh này. Đó, quý vị cứ nhìn đi. Bởi vì ở đây nó không riêng biệt, cho nên mình cũng rất là khó phân biệt, đúng không ạ? Căn nhà màu xanh và cái photocopy màu màu cam kia. Và ở bên cà phê bên này, quý vị nhá, cà phê bóng đèn nhấp nháy đây. Đó, xanh đỏ tím vàng đây. Là tất cả một sổ, quý vị nhá, một chủ luôn. Đấy, và thưa quý vị, căn nhà này và lô đất này có hai mặt tiền, quý vị nhá. Mặt tiền chính ở phía trước thì chúng ta không nói nữa rồi, đúng không ạ? Còn ở phía sau có một mặt tiền nữa, quý vị nhá. Mặt tiền ở phía sau á, là mặt tiền khu dân cư thôi, chứ không phải là mặt tiền đông đúc như thế này, không phải là mặt tiền kinh doanh buôn bán đắc địa như thế này, mà phía sau là mặt tiền khu dân cư, quý vị nhá. Đấy, nói về cái vấn đề mà thông thoáng là một này, thoát hiểm, thoát hiểm phòng cháy chữa cháy là hai này, thì cái lô đất này phải nói là trên cả tuyệt vời, đúng quý vị. Hai mặt tiền thì quý vị biết rồi, cái vấn đề đó là trên cả tuyệt vời rồi. Vâng, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào chi tiết để cho quý vị và các bạn nắm được lô đất của chúng ta. Đó, hiện trạng thì ở giữa đang cho thuê quán pizza, quý vị nhá. Còn phía tay trái của Tuấn Nguyễn đây, có màu cam đây, là đang cho thuê photocopy. Và phía bên tay phải đây, đó là chúng ta đang cho thuê cà phê, quý vị nhá. Thì là tổng cái diện tích này này, tổng 3 cái dịch vụ cho thuê này, thì là chủ nhà đang cho thuê 40 triệu trên một tháng, quý vị nhá. Tuấn Nguyễn cộng dồn lại để cho quý vị dễ hình dung, đúng không ạ? Bóc tách ra từng riêng biệt thì đôi khi nói nhập nhằng thì nó khó lắm. Tổng cái diện tích này này, đấy, đang cho thuê pizza, cà phê và photocopy là 40 triệu trên một tháng, quý vị nhá. Tổng số tiền là 40 triệu trên một tháng. Đấy. Và chúng ta có hai mặt tiền chính là hướng bắc, hướng mặt tiền này hướng chính là hướng bắc, còn hướng phía sau là hướng nam, quý vị nhá. Đấy, hướng bắc và hướng nam. Diện tích là chiều ngang của chúng ta là 25 m. Đấy. 24 đến 25 m chiều ngang. Đấy, và nhân với chiều sâu thì đúng diện tích, đúng mét kích thước thì Tuấn Nguyễn không có đo, đúng không ạ? Nhưng mà tổng diện tích Tuấn Nguyễn báo tổng diện tích cho chúng ta biết là có 621 m², quý vị nhá. Đấy, tổng diện tích của chúng ta rất là khủng, 621 m². Và đặc biệt ở đây là thưa với quý vị là full thổ cư luôn. Đấy, 621 m² mà full thổ cư luôn, quý vị nhá. Đấy, mặt tiền kinh doanh đắc địa như thế này. Đó, full thổ cư luôn. Đó. Thì Tuấn Nguyễn bây giờ sẽ đi vào bên trong để quay qua cái cơ sở để cho quý vị nắm được, đúng không ạ? Đây. Đây là con đường của chúng ta thì lưu thông nhộn nhịp tấp nập như thế này thì Tuấn Nguyễn quay qua thì quý vị nhìn cũng thấy rồi, đúng không ạ? Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để quay cho quý vị xem. Đây. Kinh doanh buôn bán thì đa ngành nghề, ở đây quán ăn, quán nhậu. Đó, ngay bên lô đất của chúng ta, đây là quán cà phê, ở giữa là pizza, còn ở bên đây là photocopy, quý vị nhá. Đấy, đều là đất của chúng ta hết. Đấy, chiều ngang khoảng 25 m, nhân với chiều sâu
thì là bao nhiêu đấy, nhưng mà tổng diện tích là chúng ta có 621 m², quý vị nhá. Đấy, hai mặt tiền trước sau, có sổ hồng và phun thổ cư luôn. Đấy, hiện tại thì quý vị đang nhìn đây, cái mặt bằng này thì chủ nhà đang cho thuê bản visa. Ở đây thì có, đây quý vị đang nhìn này, 2, 4, 6, 8, 8, 3, 24, 25 bản visa, quý vị nhìn đây. Đó, một không gian rất là rộng, 621 m². Đấy, bao la, mênh mông bao la luôn. Thì quý vị ạ, cái lô đất này thì thực sự là một cái lô đất cực kỳ VIP luôn. Bởi vì quý vị biết tại sao không? Hai mặt tiền đường. Đấy, phía bên đây thì chủ nhà người ta xây bờ tường chắn lại hết rồi, người ta không có sử dụng quý vị nhá. Bởi vì người ta cái vấn đề an ninh với quản lý nó không được thuận tiện, cho nên người ta chỉ sử dụng một mặt tiền thôi. Đây quý vị nhìn cái ô sáng này là mặt tiền khu dân cư phía sau. Đó, đất của chúng ta vuông vức quý vị nhá. Đây. Đó. 25 bàn visa. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Khủng khiếp không? 621 m², quý vị nhá, có sổ hồng và phun thổ cư luôn. Đấy, Tuấn Nguyễn xin nhắc lại cho quý vị biết là phun thổ cư luôn. Vâng. Và thưa quý vị, còn chần chừ gì nữa, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn báo giá luôn cho quý vị khỏi nóng lòng, đúng không ạ? Bởi vì hướng thì Tuấn Nguyễn cũng báo cho quý vị biết rồi, hướng Bắc và hướng Nam, đúng không ạ? Hướng chính là hướng Bắc, hướng phía sau là hướng Nam. Đấy, tổng diện tích là 621 m², có sổ hồng và phun thổ cư luôn, đúng không ạ? Vâng, nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An. Ở đây thì chúng ta đi ra Mỹ Phước, Tân Vạn cũng gần này. Đi qua thành phố Thủ Đức cũng rất là gần, hết 10 phút thôi. Chúng ta đi ra đường Phạm Văn Đồng, đặc biệt là chúng ta đi ra chợ Dĩ An 1 rất là gần, Bixigo và bệnh viện Dĩ An, đâu đó khoảng 5-7 phút đi xe thôi. Bây giờ thì Tuấn Nguyễn xin được báo giá luôn cho quý vị khỏi nóng lòng, đúng không ạ? Hiện cô chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 32 tỷ đồng quý nhá. 32 tỷ đồng cho 621 m², thì quý vị cứ nhân ra xem là bao nhiêu, mấy chục triệu trên một mét, đúng không ạ? Mà con đường đắc địa như thế này, một lô đất vuông vức và có phun thổ cư quý vị nhá. Đấy, chỉ có 32 tỷ còn thương lượng rất là nhiều. Một con đường đắc địa và đẹp như thế này. Đấy. Cây xanh rợp bóng mát như thế này. Ở đây mà quý vị nào mà có điều kiện chúng ta xây một ngôi biệt thự ở đây thì ôi giời ơi luôn. Phải nói là đỉnh của đỉnh luôn, đúng không ạ? Một căn biệt thự mà lên tới hai mặt tiền đường. Đó. Có diện tích lên tới 621 m² thì quý vị cứ tưởng tượng xem một cái lô đất có đáng để cho chúng ta xây một tòa lâu đài ở đây không, đúng không ạ? Một con đường rợp bóng cây mát rượi như thế này, đó, không khí là trong lành, đúng không ạ? Đấy, hiền hòa, đó, người đi thì náo nhiệt, đó, phía trước là sân vận động, đúng không ạ? Và những tòa chung cư, và ở đây là một cái nhà tập gym, đúng không ạ? Đó, dịch vụ tập gym. Còn ở đây là trường cấp 2. Thì quý vị thấy ở đây đã đầy đủ công năng chưa? Chúng ta đi xích ra mấy trăm mét thôi là đến chợ Dĩ An 1 rồi. Còn chợ tự phát thì là nó vô vàn quý vị nhá. Ở đây thì nó full công năng luôn. Một con đường đẹp không? Quý vị thấy rất là đẹp, đúng không ạ? Nói về kinh doanh buôn bán thì thôi, chúng ta khỏi miễn bàn đi, đúng không ạ? Ở đây thì mặt đường như thế này thì kinh doanh buôn bán cái gì mà chả được. Đấy. Cái đặc biệt là theo cái trí tưởng tượng của Tuấn Nguyễn nó bình dân thôi. Nhưng mà nói thật với quý vị nào mà có tiền mà xây một tòa lâu đài ở đây 621 m² thì Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị là nó phải nói là đỉnh của đỉnh luôn, đúng không quý vị? 32 tỷ đồng quý vị nhá. Chúng ta còn thương lượng rất là mạnh. Bởi vì sao? Cô chủ nhà bây giờ cũng đang còn ngợp ngân hàng, nói thật với quý vị như thế. Cho nên là nói với Tuấn Nguyễn là 32 tỷ nhưng mà còn thương lượng rất là nhiều với quý vị, đúng không ạ? Và thưa quý vị, ngoài ra thì Tuấn Nguyễn còn có rất nhiều sản phẩm trên ba thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có trên Phú Mỹ Hưng này, quận 7 này, Thảo Điền quận 2 và Khang Điền quận 9. Quý vị có nhu cầu thì quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn. Đó, nhà đất này, rồi biệt thự này, đấy, cao cấp này, bình thường và bình dân đều có hết quý vị nhá. Đó. Vâng. Quý vị Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với. Cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like này. Quý vị hãy chia sẻ, subscribe kênh cho Tuấn Nguyễn này. Và đặc biệt là quý vị hãy nhấn chuông để chúng ta có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều.
cho chúng ta tha hồ xem, vui vẻ trả chết cũng như lựa chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp để cho chúng ta mua, đúng không ạ? Và cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin gửi lời chào đến quý vị, chúc quý vị có một ngày có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau gặp lại trên những video mỗi buổi chiều của ngày hôm sau. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.